Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách xào mắm ruốc ăn rất là thơm luôn. Đây là mắm ruốc Chí Hải nè các bạn. Mình mua về ha, mình sẽ mở ra mình sẽ đi xào với khóm nè, với sả nè. Đây là sả băm nha các bạn. Đây là khóm, khóm thì chúng ta đi xoay ra cho nó nhuyễn. Rồi lấy đường và bột ngọt, không có muối nha các bạn. Bây giờ bắt cái chảo lên, cho dầu vô nè, sau đó chúng ta bỏ sả vô, chúng ta phi cho vàng lên. Sau khi sả vàng thì chúng ta mới đổ cái khóm mình xay vô. Bạn nào không có máy xay sinh tố thì có thể lấy bầm các bạn. Bạn băm cho nó nát ra ha. Bay rất là thơm các bạn. Sau khi sả vàng nè, chúng ta sẽ đổ khóm vô. Đổ khóm vô xong thì chúng ta sẽ đổ mắm ruốc vô ha các bạn. Chờ cho nó sôi lên một chút. Có khóm nó sẽ bán cái mùi của mắm ruốc các bạn rất là ngon luôn. Mình xào chín vậy đó để vô keo mình ăn rất là lâu luôn. Đó, rồi cái mình múc cái mắm ruốc này vô nè. Của người ta bán thì người ta mặn lắm các bạn. Mình phải nêm đường rất là nhiều, nêm tầm khoảng 10 muỗng canh đó các bạn, nó mới là vừa. Các bạn nêm đường ít quá nó sẽ rất là mặn nha. Cho chút bột ngọt vô cho nó dằn cái độ mặn lại các bạn. Cái này mình lấy cái vá bự mình múc đường các bạn, nó khoảng là 10 muỗng canh đó các bạn. Rồi mình quậy cho khi nào nó sệt lại là được nha các bạn. Mình khuấy khuấy như vậy nè, rồi mình nêm nếm thử coi vừa khẩu vị gia đình mình ăn chưa, nó mặn mặn ngọt ngọt là được rồi nha các bạn. Đó, chúng ta mới bỏ ớt vô. Nhà mình có con nít thì mình bỏ ớt ít, là các bạn nhà không có con nít thì để nhiều nhiều nó mới ngon. Cái này mình để ớt ít, rồi cái khi nào mình ăn cái mình cắt ớt lên thêm, rồi mình tắt lò đó các bạn. Sau khi tắt lò thì để nguội nó sẽ chuyển qua cái màu rất là đẹp nè các bạn. Rồi chờ cho nguội thì chúng ta sẽ múc vô cái keo sạch ha, chúng ta bỏ vô tủ lạnh bảo quản ăn một năm không hư nha các bạn. Cái này lâu lâu cái mình muốn ăn thịt xào mắm ruốc thì mình vứt ra miếng mình xào, còn nếu mình muốn ăn tôm khô với thịt ba gọi thì mình cũng xào lại ha. Rồi còn muốn ăn sống chấm ỏi cốc gì đó thì chúng ta cái việc múc ra chúng ta ăn rất là ngon luôn các bạn. Còn nếu ăn bún riêu thì chúng ta cũng dít cái mắm ruốc này vô ăn rất là ngon luôn. Có mà làm có một lần mình để ăn quanh năm luôn các bạn, rất là ngon ha. Rồi các bạn thử làm theo cách của mình đi, rất là thơm luôn á. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.